app VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với môn học Tiếng Việt lớp 2, tập 2, bộ sách Cánh diều, bài 34, Thiếu nhi đất Việt. Tập đọc Những ý tưởng sáng tạo. Các con thân mến, tiếp nối chuyện bóp nát quả cam kể về người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản. Hôm nay các con sẽ đọc bài Những ý tưởng sáng tạo. Bài này nói về trí thông minh, sáng tạo của thiếu nhi Việt Nam thời đại mới. Những ý tưởng sáng tạo của các bạn được bộc lộ qua một cuộc thi dành cho học sinh tiểu học. Các con hãy cùng đọc và thử xem mình có muốn gửi bài tham dự cuộc thi không nhé. Trước hết, bây giờ cô trò chúng mình sẽ đi vào phần luyện đọc các con nhé. Các con hãy quan sát lên màn hình. Chúng mình nhìn thấy có 3 bức tranh rất đẹp phải không nào? Đây là những ý tưởng sáng tạo của một số bạn nhỏ ở trong cuộc thi đấy. Để biết được ý tưởng sáng tạo đó là gì và có ý nghĩa như thế nào thì chúng mình hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc Những ý tưởng sáng tạo nhé. Những ý tưởng sáng tạo. Ý tưởng trẻ thơ là một cuộc thi dành cho học sinh tiểu học. Cuộc thi được tổ chức từ năm 2008, mỗi năm một lần. Hàng năm, học sinh các trường tiểu học trong cả nước đã gửi đến cuộc thi hàng trăm nghìn bức tranh hoặc mô hình thể hiện những ý tưởng sáng tạo rất độc đáo. Tranh thể hiện ý tưởng cân xử lý độc hại. Chiếc cân này sẽ giúp phát hiện những sản phẩm không an toàn cho sức khỏe con người. Ý tưởng sáng chế tàu ngầm, mực cứu hộ. Mực cứu hộ có thể luồn vào mọi ngõ ngách để cứu người bị đắm tàu. Ý tưởng sáng chế cây do thám. Cây này theo dõi tất cả các sự việc xảy ra, giúp các chú bộ đội nhanh chóng phát hiện âm mưu của kẻ địch. Minh họa tổng hợp. Như vậy, các con vừa lắng nghe cô đọc mẫu bài Những ý tưởng sáng tạo. Khi đọc bài, các con chú ý đọc rõ ràng, rành mạch văn bản thông tin. Giọng đọc thể hiện sự tán thưởng, khâm phục những ý tưởng sáng tạo của các bạn học sinh tiểu học. Trong bài có một số từ ngữ khó phát âm mà các con cần chú ý. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc những từ này và đọc theo cô nhé. Ý tưởng. Ý tưởng. Độc đáo. Độc đáo. Ngõ ngách. Ngõ ngách. Âm mưu. Âm mưu. Các con thân mến, để đọc tốt được một bài tập đọc thì việc ngắt nghỉ rất quan trọng phải không nào? Trong bài có một số câu dài, cô đã dùng các dấu gạch để ngăn cách giúp chúng mình có thể ngắt nghỉ đúng và đọc hay hơn. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc và đọc theo cô nhé. Ý tưởng trẻ thơ là một cuộc thi dành cho học sinh tiểu học. Cuộc thi được tổ chức từ năm 2008, mỗi năm một lần. Hàng năm, học sinh các trường tiểu học trong cả nước đã gửi đến cuộc thi hàng trăm nghìn bức tranh hoặc mô hình thể hiện những ý tưởng sáng tạo rất độc đáo. Bây giờ, các con hãy đọc lại bài tập đọc Những ý tưởng sáng tạo một lần nữa nhé. Trong bài có một số từ ngữ mà cô trò chúng mình cần giải nghĩa. Từ đầu tiên là từ ý tưởng. Chắc hẳn đã có những bạn nghe thấy từ ý tưởng này nhiều lần rồi phải không nào? Cô tin là có một số bạn đã biết ý nghĩa của từ này rồi đấy. Ý tưởng có nghĩa là điều mới mẻ nảy ra trong đầu. Ví dụ, khi các con ở trong một giờ học, cô giáo yêu cầu nhóm của các con sẽ lên bảng trình bày ý nghĩa của một bức tranh. Các con đã suy nghĩ và tìm ra được cách trình bày thu hút, độc đáo, lôi cuốn cô giáo và các bạn. Thì cách làm mà các con vừa nghĩ ra, đó được gọi là ý tưởng. Tóm lại, ý tưởng là điều mới mẻ nảy ra trong đầu của chúng ta. Từ thứ hai là từ sáng chế. Sáng chế nghĩa là tạo ra vật mới, máy mới, thuốc mới hoặc chất mới. Ví dụ, các con biết được ông Edison là một nhà khoa học rất nổi tiếng phải không nào? Ông chính là người sáng chế ra đèn điện mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay đấy, các con ạ. Để tìm hiểu kỹ hơn bài tập đọc ngày hôm nay, thì bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đọc hiểu các con nhé. Câu 1. Cuộc thi ý tưởng trẻ thơ dành cho ai? Đúng rồi, cuộc thi ý tưởng trẻ thơ là cuộc thi dành cho học sinh tiểu học chúng mình đấy. Đến với cuộc thi này, học sinh tiểu học sẽ được thỏa sức sáng tạo trong những bức tranh hoặc với những mô hình. Câu 2. Học sinh cả nước hưởng ứng cuộc thi như thế nào? Sau khi đọc xong bài tập đọc thì chúng mình thấy được hàng năm học sinh các trường tiểu học trong cả nước đã gửi đến cuộc thi hàng trăm nghìn bức tranh hoặc mô hình thể hiện những ý tưởng sáng tạo rất độc đáo. Như vậy, chúng mình có thể thấy học sinh cả nước hưởng ứng rất là nhiệt tình đối với cuộc thi này, đúng không nào? Câu 3. Mỗi bức tranh trong bài thể hiện một ý tưởng sáng tạo độc đáo. Em thích ý tưởng nào? Vì sao? Các con quan sát, đây là 3 bức tranh của các bạn nhỏ. Trong mỗi bức tranh đều chứa đựng một ý tưởng sáng tạo. Bây giờ, để biết mình thích ý tưởng nào, thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi phân tích từng ý tưởng ở trong mỗi bức tranh của các bạn các con nhé. Đầu tiên là bức tranh Cân xử lý độc hại của bạn Trần Minh Khoa, giúp phát hiện những sản phẩm có hại cho sức khỏe. Các con quan sát, bên trái bức tranh vẽ một bạn gái mặt xanh xám vì bị ngộ độc cùng với dòng chữ ăn gì cũng sợ. Trên đầu bạn là dấu chấm hỏi, ý muốn nói làm thế nào với tình trạng thực phẩm có độc. Chúng mình nhìn thấy ở trên cùng là hình ảnh một con mực màu tím với dòng chữ mực thối tẩy trắng bằng hóa chất. Tiếp đến, chúng mình nhìn thấy hình ảnh một bát gạo trắng với dòng chữ gạo chứa chất gây ung thư. Bên dưới là hình ảnh một cây rau với dòng chữ rau phun thuốc kích thích. Tiếp đến là hình ảnh miếng thịt lợn đỏ với dòng chữ thịt heo chứa chất kích nạc. Các con tiếp tục quan sát, ở giữa bức tranh là một chiếc cân rất to. Trên đĩa cân là một con gà mái. Dưới đĩa cân có dòng chữ hút khử độc tố, xử lý độc tố. Dưới cân là dòng chữ hệ thống phát hiện độc tố. Bên trái bức tranh, chúng mình nhìn thấy một bạn trai đang ăn dưa hấu kèm dòng chữ yên tâm ăn uống. Phía trên là hình ảnh hoa quả, gạo, rau đi kèm. Có các dòng chữ hoa quả sạch, gạo sạch, rau sạch và thịt gà sạch. Như vậy, cô trò chúng mình vừa đi phân tích bức tranh Cân xử lý độc hại của bạn Trần Minh Khoa. Cô trò chúng mình tiếp tục phân tích ý tưởng bức tranh thứ hai Đây là bức tranh thể hiện ý tưởng mực cứu hộ của hai học sinh tiểu học Nông Bích Ngọc và Trần Bảo Ngọc. Đây là bức tranh thể hiện ý tưởng sáng chế một con tàu ngầm dưới đáy biển mang tên mực cứu hộ. Chúng mình nhìn thấy đây là biển xanh. Một con tàu lớn đang chìm xuống. Cá cua, sào biển, sợ hãi bơi toán lặn. Nhưng một con mực biển khổng lồ đã lao tới lấy thân đỡ lấy tàu. Đây chính là con mực cứu hộ đấy. Con mực đã giương các vòi khổng lồ ôm lấy con tàu. Con tàu được cứu thoát và mực cứu hộ có thể luồn vào mọi ngõ ngách để cứu những người bị đắm tàu. Tiếp theo đến bức tranh số 3. Đây là ý tưởng sáng chế cây do thám. Ý tưởng này của bạn Nguyễn Long Nhật muốn góp sức mình bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chúng mình nhìn thấy đây là biển xanh. Trên biển có thuyền của người đánh cá. Có phao cắm cờ đỏ xác định chủ quyền. Trên đất liền là lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam đang tung bay. Cây do thám trồng trên mặt biển. Cây đẹp, có lá có hoa xanh tươi, nhưng trên mỗi lá chúng mình nhìn thấy đều có gắn những con mắt thần và những con chip. Dưới rễ cây cũng gắn những con chip điện tử nối thẳng với đài quan sát của các chú bộ đội. Đài quan sát này nằm ở dưới gốc cây và rễ cây đấy các con ạ. Nhờ cây do thám, bộ đội ta có thể bí mật theo dõi tất cả các sự việc xảy ra trên lãnh thổ đất nước, nhanh chóng phát hiện được âm mưu phá hoại, xâm lược của kẻ thù. Như vậy, cô trò chúng mình vừa đi phân tích 3 ý tưởng ở trong 3 bức tranh của các bạn. Chúng mình thấy ý tưởng của các bạn đều rất sáng tạo và độc đáo phải không nào? Bây giờ, con hãy xem con thích ý tưởng nào nhất và vì sao nhé. Ví dụ, con thích ý tưởng sáng tạo chế tàu mực cứu hộ, thì con có thể nói tôi thích nhất ý tưởng sáng chế tàu ngầm mực cứu hộ. Ý tưởng làm một con tàu mang hình dáng một con mực biển, giúp con tàu có thể luồn mọi ngõ ngách cứu người bị đắm tàu, cứu tàu bị đắm. Hay nếu như con thích nhất ý tưởng cân xử lý độc hại, thì con có thể nói tôi thích nhất ý tưởng cân xử lý độc hại, vì cân này sẽ phát hiện được thực phẩm độc hại không an toàn cho sức khỏe con người. Tương tự, các con hãy nói cho cô và các bạn cũng biết con thích ý tưởng nào và vì sao. Con có thể bình luận xuống bên dưới bài học này cho cô và các bạn cũng biết nhé. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập các con nhé. Câu 1. Hãy nói 1 đến 2 câu thể hiện sự thích thú của em đối với cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ. Qua bài tập đọc những ý tưởng sáng tạo thì chúng mình thấy cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ rất ý nghĩa và bổ ích phải không nào? Vậy các con có thích tham gia cuộc thi này không? Bây giờ các con hãy nói 1-2 câu thể hiện sự thích thú của mình đối với cuộc thi Ý tưởng trẻ thơ nhé. Để đặt câu thể hiện sự thích thú của mình đối với cuộc thi thì chúng mình hãy dành những lời khen, những lời tán thưởng cho cuộc thi này nhé. Chúng mình có thể đặt câu như sau. Cuộc thi hay quá, năm nay tôi sẽ gửi bài dự thi. Các con cũng có thể đặt được câu khác. Ý tưởng trẻ thơ là một cuộc thi thật tuyệt vời. Hoặc thật là một cuộc thi bổ ích và thú vị. Bài 2. Nói 1 đến 2 câu thể hiện sự tán thành của em đối với sáng kiến của các bạn nhỏ được giới thiệu trong bài Những ý tưởng sáng tạo. Qua tìm hiểu bài tập đọc thì chúng mình thấy sáng kiến của các bạn nhỏ được giới thiệu trong bài Những ý tưởng sáng tạo đều là những sáng kiến rất là có ích cho xã hội, phải không nào? Vậy còn hãy đặt 1-2 câu thể hiện sự tán thành của mình đối với sáng kiến của các bạn nhé. Ví dụ, con tán thành với sáng kiến cân xử lý độc hại. Con có thể nói, ý tưởng cân xử lý độc hại thật tuyệt vời. Nếu như con tán thành sáng kiến mực cứu hộ, con có thể đặt câu, tôi rất khâm phục ý tưởng mực cứu hộ. Còn nếu như bạn nào tán thành ý tưởng cây do thám, con có thể đặt câu, tôi rất tán thành ý tưởng sáng tạo cây do thám. Tương tự, cô tin chắc rằng các con cũng có thể đặt được những câu khác thể hiện sự tán thành của mình đối với sáng kiến của các bạn nhỏ được giới thiệu trong bài Những ý tưởng sáng tạo. Các con hãy đặt câu xuống dưới bài học này cho cô và các bạn cùng biết nhé. Các con thân mến, cô trò chúng mình vừa tìm hiểu bài tập đọc Những ý tưởng sáng tạo. Qua bài học, con đã hiểu được nội dung của bài, đó là biểu dương những ý tưởng sáng tạo, mạnh dạn của thiếu nhi Việt Nam và khuyến khích học sinh sáng tạo. Mỗi học sinh chúng ta đều có những ý tưởng. Nếu như các con có những ý tưởng nào độc đáo, các con hãy mạnh dạn thể hiện và đăng ký tham gia các cuộc thi như cuộc thi ý tưởng trẻ thơ này nhé. Trong bài học, cô cũng đã hướng dẫn chúng mình đặt câu thể hiện sự thích thú đối với cuộc thi ý tưởng trẻ thơ, đặt câu thể hiện sự tán thành với sáng kiến của các bạn nhỏ. Về nhà, các con hãy đọc lại bài tập đọc Những ý tưởng sáng tạo cho ông, bà, bố, mẹ cùng nghe nhé. Cô chúc các con đọc tốt. Cô chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.